Chào mừng quý ông bà anh chị em đến với chương trình Muối Men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ tin mừng của Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Giờ đây chúng ta lắng đọng ít phút để cùng lắng nghe lời của Chúa. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng như mô xê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy để ai tin vào người thì được sống đời đời vì thiên chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài để tất cả những ai tin vào con của ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời vì thiên chúa không sai con của ngài đến thế gian để kết án thế gian nhưng để thế gian nhờ chính con của ngài mà được cứu độ ai tin vào con của người thì không bị kết án ai không tin thì đã bị kết án rồi vì không tin vào danh con một thiên chúa và bản án là thế này ánh sáng đã đến trong thế gian và người ta đã yêu tối tăm hơn ánh sáng. Vì hành động của họ xấu xa, thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng. Để hành động của họ không bị phơi bày ra, nhưng ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để hành động của họ được tỏ lộ ra vì đã được thực hiện trong thiên chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em Chúa Nhật thứ tư mùa chay Được gọi là Chúa Nhật Hồng Gọi như thế là vì Chúa Nhật hôm nay Linh mục chủ tế có thể mặc phẩm phục áo lệ màu hồng Màu hồng màu tượng trưng cho tình yêu đây cũng chính là cốt lõi của sứ điệp lời Chúa của phụng vụ Chúa Nhật thứ tư mùa trai hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Quả thế, Thánh Gioan đã tóm kết tình yêu của Thiên Chúa khi viết rằng Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình để tất cả những ai tin vào con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Như thế, Thánh Doan mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa là Cha, Đấng đã trao ban chính con một để cứu chuộc chúng ta và chiêm ngắm tình yêu của ngôi lời nhập thể làm người mang tên là Giê-xu đấng đã hiến mạng sống mình làm của lễ đền tội cho chúng ta và từ việc chiêm ngắm tình yêu thiên chúa chúng ta được mời gọi sống đáp trả tình yêu ấy trong cuộc sống hôm nay trước hết chúng ta cùng chiêm ngắm thiên chúa là cha đấng đã trao ban chính con một để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Có tình yêu nào sâu thẳm và lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa là cha? Quả thế, trong tương quan của đời sống gia đình, người con duy nhất là tất cả những gì quý báu nhất đối với người cha. Đó cả là một gia tài mà người cha yêu thương ấp ủ. Đó chính là bảo vật mà không có gì có thể đổi chác. Khi trao ban cho chúng ta người con duy nhất, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta tất cả những gì người có. Điều ấy tỏ lộ một tình yêu quả thực sâu đậm và lớn lao. Điều ấy còn tỏ lộ cho chúng ta một chân lý thật cao quý. Đó là Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy chúng ta có một giá trị rất lớn lao. Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy chúng ta có một phẩm giá cao quý. Thiên Chúa cho chúng ta thấy địa vị sang trọng của chúng ta. Đó là địa vị của người làm con Chúa, một con người đồng hàng với con yêu quý của Ngài là ngôi hai Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong tin mừng hôm nay tỏ lộ cho chúng ta thấy tình yêu của ngôi lời nhập thể làm người mang tên là Jesus đấng đã hiến mạng sống để làm của lệ đền tội cho chúng ta ngôi lời nhập thể làm người mang tên Jesus là để bày tỏ cho chúng ta tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa là Cha do đó khi đến trong trần gian này Chúa Jesus không làm theo ý mình nhưng là làm theo ý Chúa Cha Chính Thánh Phaolô trong thư gửi cho Do Thái đã minh định cho chúng ta biết rằng lạy Thiên Chúa này con đây còn đến để thực thi ý Ngài. Sự khao khát gắn bó với kế hoạch yêu thương cứu chuộc của Chúa Cha truyền cảm hứng cho cuộc đời của Chúa Giêsu. Bởi vì cuộc khổ nạn cứu chuộc của người là do việc người nhập thể Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, chẳng lẽ nào Thầy không uống? Sách giáo lý hội thánh dạy chúng ta, khi gắn bó tình yêu của Chúa Cha đối với loài người trong trái tim nhân loại của mình, Chúa Giêsu đã yêu thương họ đến cùng. Bởi vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Như vậy, nhân tính của người trong cuộc khổ nạn và cái chết đã trở thành dụng cụ tự do và hoàn hảo của tình yêu thần linh của người, một tình yêu muốn cứu độ mọi người. Vì thế, khi nói với ông Nicodemo, như Moses đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng phải treo lên như vậy để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị bị diệt nhưng được sống đời đời. Đức Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta tình thương đến cùng của Ngài, một tình yêu có sức cứu chuộc và đền bù đền tội và tạ tội thay cho chúng ta. Chính công đồng Tridentino đã minh định với chúng ta điều này bằng cuộc khổ nạn rất thánh của người trên cây thập giá, Đức Kitô lập công cho chúng ta được nên công chính. Sau hết, chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống đáp trả tình yêu ấy. Khi chiêm ngắm tình yêu thập giá của Chúa Kitô, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta rằng Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Vậy, đâu là những việc cần làm trong mùa chay thánh để chúng ta được thông phần vào tình yêu của Đức Kitô trên thập giá? Nơi sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Phan Cô đã mời gọi chúng ta theo bước Chúa Kitô trong việc quan tâm và động lòng thương xót mọi người. Tình yêu là biểu hiệu cao nhất của đức tin và là niềm hy vọng của chúng ta. Cách cụ thể, Ngài mời gọi chúng ta sống chứng tá cho tình yêu của Chúa vì tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn thấy những người thiếu thốn như những thành viên trong gia đình mình, như bạn hữu, như anh chị em. Một số lượng ít ỏi nếu được trao ban bằng tình yêu sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc. Như trường hợp bình dầu và hũ bột của bà quả thành Sarepta, người đã tặng chiếc bánh cho tiên tri Elia. Đó cũng là trường hợp những chiếc bánh được Chúa Giêsu chúc lành, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông. Cũng xảy ra như thế qua những chia sẻ dù ít hay nhiều của chúng ta khi được trao tặng với niềm vui và sự đơn thành ước chi qua những cố gắng hy sinh tiết chế trong chi tiêu trong chay tịnh trong cầu nguyện mỗi người chúng ta có thể kết hợp cuộc sống mình vào cuộc thương khó của chúa và nhất là qua những chia sẻ tình thương và vật chất cho anh chị em nhất là những người túng thiếu chúng ta được bước lên thập giá của chúa để hưởng ơn cứu độ mà chúa dành cho những ai sống thực thi giáo huấn của ngài và như thánh rosa de lima đã chia sẻ thập giá của chúa là chiếc thang thật và duy nhất của thiên đàng không có chiếc thang nào khác để lên trời